Đây là hàng giả, không có phải là hàng thật nhé. Ăn cắp là ăn cắp toàn bộ hình ảnh tên tuổi. Đây là một kẻ giả mạo nha cả nhà. Cả nhà nên để ý ha. Đây là cái Facebook của Nguyên Quỳnh, còn hồi nãy là fanpage nha. Fanpage giả mạo nha. Còn đây mới chính là fanpage thực sự của Nguyên Quỳnh nha. Fanpage của Yên Quỳnh có tên là Yên Quỳnh YouTube Cuộc Sống Mỹ. Đó mới chính là fanpage thật sự nha. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ nghe tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin nhắc với các anh chị rằng những ai tham gia chương trình của Uyên Quỳnh đó thì cần làm một video giới thiệu về lý lịch bản thân mình để cho bản thân mình và đối phương hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của nhau. Và cũng xin các anh chị vui lòng nhớ rằng một khi cầm phone nhắn tin hoặc gọi cho Uyên Quỳnh thì nhớ rằng mình cần phải làm một video phỏng vấn và phải suy nghĩ cho thật kỹ vì khi Uyên Quỳnh làm video là Uyên Quỳnh sẽ không lấy video xuống. Uyên Quỳnh không muốn mất thời gian của rất là nhiều người. Chị chào em ha. Dạ. Em có thể cho chị biết em tên gì và em chào cộng đồng ha. Dạ. Em xin chào mọi người đã xem chương trình Kết Nối Yêu Thương. Trước tiên thì hồi hộp quá. Đừng có rung, đàn ông phải men lì lên, đừng có rung ha. Trước tiên thì em mong những người mà xem những video trên kênh của chị Quyên đó thì hãy cố gắng xem hết quảng cáo để chị Quyên có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn đó chị. Cảm ơn em nhiều ha. Em tên Lê Minh Thống, sinh năm 82. Em là quê ở Cầu Ngang, Trà Vinh đó chị. Em ở Trà Vinh. Dạ. Em thì đang nuôi tôm, nuôi tôm thẻ chị. Đang nuôi tôm thẻ hả? Em nuôi cho gia đình em hả? Dạ, em nuôi cho em. Em nuôi một mình em hay là có ai phụ em không? Dạ nuôi mình là chị. Em nuôi công nghiệp chị. Em nuôi bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng năm thứ sáu rồi. Giỏi ha, ông chủ trẻ đây nè phải không? Rồi em nuôi được mấy vuông? Dạ em nuôi, em có tổng cộng là 5 ao nhưng mà em nuôi 3 ao cộng 2 ao cung cấp nước. Một vuông như vậy, một ao như vậy là bao nhiêu mét vuông em? Dạ một ao thì diện tích nó khoảng 2.000, ngàn mấy 2.000 nha chị. Là khoảng gần 2 công đó phải không? Dạ đúng rồi. Mình xe cái cuốc làm rồi cái mình bỏ mà đường nữa đó chị. Tổng diện tích thì cũng được mười mấy nha. Wow, đất cũng rộng dữ mà một mình em làm thuê ai hết hả? Dạ mình làm chị, tại em nuôi kiểu mình nuôi cuốn chiếu á chị, ao này mình thả được thời gian mình thả tiếp ao kia. Vậy cho nó bớt công việc của mình đó phải không? Dạ đúng rồi, với lại em cũng cho ăn bằng máy á chị. Nó cũng đỡ công việc của mình. Công việc nuôi tôm này có khó không em? Dạ nói khó thì nó cũng không khó mà dễ nó cũng không dễ đó chị. Em có phải đi học ở đâu không? Cái này thì chủ yếu là kinh nghiệm, rồi mình nuôi từ từ mình có kinh nghiệm đó chị. Mới đầu mình không có đi học ở đâu hết hả? Dạ mình nuôi từ từ rồi mình có kinh nghiệm mà chị. Cũng như mình hỏi người này người kia đó thì chỉ bảo nhau. Em nhưng mà ở chỗ em là người ta nuôi tôm nhiều phải không? Dạ nhiều chị. Ở đây đa số ai cũng nuôi. Ta nuôi công nghiệp chị. Nhưng mà mình nuôi như vậy mình có cần phải ở như là ở khu đất nước mặn gì không hay là nước bình thường ra? Dạ nước mặn chị. Là gần biển á hả? Dạ. Chỗ em ở gần biển hả? Chỗ em ở nếu mà đường chim bay thì chắc cách biển khoảng 2 cây thì xe máy 2 cây số hả? Ồ gần vậy đó hả? Dạ đường chim bay. Nhưng mà rồi ở chỗ còn nước vô 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 của em á
Là có nước mặn không hay là nước ngọt? Có nước mặn hả? Dạ có nước, dạ có nước mặn chị, nó Là sông á, nó theo sông. khi mình nuôi tôm là bắt buộc là phải có nước mặn đó, phải gần biển mới được phải không? Dạ đúng rồi, có nước mặn, độ mặn càng cao thì nuôi nó càng dễ, con tôm nó dễ làm vỏ. Nhưng mà ở gần biển vậy rồi có dễ bị bão không em? Dạ chỗ em thì cũng có bão nhưng mà nó cũng mưa rồi gió lớn lớn xíu mà chị, chứ không có, cũng thấy không có thấy ảnh hưởng gì nhiều. Đúng rồi, hình như là chị chưa bao giờ nghe nói Trà Vinh bị bão Dạ đúng rồi. hết. Miền Trung bị bão thôi chứ chị chưa bao giờ nghe nói là Trà Vinh bị bão. Khi cũng mưa rồi mưa dầm dầm mà cũng không có gió mạnh đâu. Em rồi tình trạng hôn nhân gia đình của em như thế nào ha? Dạ em thì từ hồi ly thân ly hôn cho tới bây giờ là 6 năm, thì lúc ly thân này em về em nuôi tôm luôn á. Gia đình em thì người lớn nội là không sao, tại mình làm. Lỗi tại em hả? Chắc tại em ăn chơi quá phải không? Dạ không chị, 25 á chị. Đấy, lúc đó thì đầu năm vợ em thì làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty của nước ngoài, em thì bảo trì sửa chữa cũng công ty nước ngoài luôn, mà em với vợ em các công ty đấy. Em không quen người khác, anh người khác cái khoảng chừng khoảng tháng này thì vợ em biết đi thân luôn. Là em quen chừng tháng là vợ em biết rồi. Nhưng mà giờ khi vợ em biết là em không có chia tay với người đó hả? Em vẫn còn quen hả? Em về đây luôn, em về đây luôn. Đặng giống như mình biết mình sai rồi thì về rồi, cái thời gian ly thân á, đặng cũng muốn hàn gắn lại thì không được rồi. Là khi vợ em phát hiện là em biết em sai, em xin lỗi vợ em, năn nỉ vợ em mà không có được hả? Dạ có chị, tại thời gian ly thân cũng hơn 3 năm đó chị, nói chuyện rồi cũng lên xuống hoài cũng không được chị. Đôi khi Sau đấy cảm giác nó mất rồi á, thì mất lòng tin rồi á, thì khó lấy lại được. Em rồi em có con cái gì không? dạ có được con gái chị, 29 tuổi rồi. Cái đó là đổi lập lớn nhất trong đời. Nhưng mà khi em Thấy năm quen nay đi, cũng em quen với người sau này là em có chỉ quen chơi thôi hả? dạ giống như làm các công ty á chị, là cái thấy thích thích có tình cảm. Xong thì tại vì lúc mà đã biết thì mình biết được sai rồi, phải dừng cái việc làm sai đi. Xong về đây tôi trước để em làm à, từ bên cơ khí anh chị lắp ráp công ty lắp ráp mấy cái dây chuyền máy của xí nghiệp đó chị. Em làm ở công ty đó được bao lâu? Dạ cũng lâu lắm chị, bởi vì mình đi làm lắp ráp máy thì khi nào cái công ty nào nó mua được máy đó, cái làm thời gian thì đó, nó xong cái xí nghiệp đó rồi thì mình chuyển số khác thì đó chị. Mà thì cũng làm cũng mười mấy năm á. thời đó em làm ở thành phố hay là em làm ở dưới Trà Vinh luôn? Dạ em làm ở Bình Phước đó chị, quê vợ em cũng trên đó luôn. Rồi giờ đi về đây là đi tu luôn đó phải không? Cạo đầu luôn rồi. Cái này là tại lúc này làm dịch là chạy thấy người ta không có hấp tấp đâu, em mượn cái tông đơ của đứa cháu nè, cắt luôn Tự là cắt cái luôn ống máy hả? thông. Dạ nó có cái cỡ chị, tông đơ nó có cỡ chứ không chắn cho tự cắt luôn. Mùa dịch này sớm em nhiều người tóc ngắn vậy
giống em lắm chị. Vậy đó hả? Em đi hết giùm ta đó hả? Không, người ta tự hết lấy á chị, mua cái tông đơn chắc tự hết lấy à. À, mua tông đơn tự đẩy đó phải không? Dạ đúng rồi. Em là sau một lần lầm lỗi đó thì bây giờ em muốn tìm một người yêu cho em muốn tìm người đó như thế nào ha? Trước tiên thì em phải thích thì mình thích thì mình mới thương được. Phải thích nhưng mà người dạ. Như thế nào em mới thích? Em ba quát quá, chung chung quá, làm sao mà biết? Dạ, xem trên kênh của chị em cũng có thích một người á chị, nhưng mà người đó cũng nhiều anh thích. Người đó có nhiều anh thích lắm. Nhưng mà kệ không sao, thì mình thích mình nó thích thôi. À hả. Dạ. Thì em thấy Ngọc Nga ở Hà Lan á chị. Ngọc Nga ở Hà Lan đó hả? Dạ đúng rồi. Cùng quê sao? Cùng quê không biết chứ. Ồ. Nga ở Việt Nam. Cùng quê với em luôn đó hả? Dạ cùng quê. Ờ. À. Rồi em cảm thấy mến Ngọc Nga ở điểm nào ha? Dạ, thứ nhất là Nga có cái tâm hướng về Phật pháp là chị. Ừ. Cái thứ hai nữa là có lòng thương người, cũng dễ tin người. Uh-huh. Em cũng dễ tin người cho nên ra khi em cũng bị ta lợi dụng quá. Đấy, cái thứ ba là giống như là Nga ở cái xã hội mà nó phát triển như vậy mà Nga vẫn giữ được cái vẻ mộc mạc, chất phác, đơn giản như thế nha. Cái thứ tư nữa là Nga thì xinh, giỏi. Ừ. Cô cũng muốn có một gia đình để đùm bọc như bao người khác thôi. Nhưng mà thấy sao chuyện tình cảm gặp quá trời trắc trở luôn. Từ lúc ở quê cho tới bây giờ. Cho nên em cảm động. Dạ. Dạ nhất là cùng quê với em phải không? Dạ cùng quê. Cùng quê đó đâu mà không có gặp nhau và không biết ở đâu quá. Dạ không biết. Chị chắc tại em cũng em thì cũng 14 rằm rồi 31 rồi, em cũng ăn chay chị. À hả. Dạ. Em cũng thích ăn chay hả? Dạ. Ừ. Cũng nấu được chút chút. Nấu được đồ ăn hả? Dạ nếu mà nấu cho gia đình chắc không thành vấn đề đó chị. Cũng giỏi, đàn ông ở Việt Nam là ít có người biết nấu ăn lắm, mà em biết nấu ăn là cũng giỏi đó. hồi trước mà lúc em còn gia đình đó thì đa số em nấu rồi. Vậy đó hả? Dạ. Giỏi vậy. Rồi em có hút thuốc uống rượu không ha? Dạ có chị. Đàn ông miền Tây mà nói không uống rượu thì chị tin đâu. nhưng mà quan trọng là khi nào mình uống thì lại là đúng kiểm soát được bản thân mình không hả chị? Đúng rồi. Dạ. Rồi em uống làm sao, uống mỗi ngày hay là uống mỗi chiều hay là uống mỗi tuần? Dạ không đâu chị, khi nào có công chuyện gì đó thì em sẽ uống ạ. Ví dụ như thu cơm lên nè, hoặc là nhà có đám tiệc gì nè. Ừ. Hoặc là đi đám tiệc của người ta rồi đó. Đi đám tiệc rồi ha, thì mới uống thôi phải không? Còn dạ. Bình thường thì không có uống phải không? Ở nhà thì ít khi lắm chị. Ở nhà thì ít khi lắm, trừ khi em thu tôm hay là có nhờ mượn người ta lại làm cái gì phụ mình đó. Ừ. Thì mới có nhậu thôi. Chứ còn bình thường thì công chuyện nó cứ lây quay tối ngày chị. Ừ. Em rồi em đang ở là ở cái chòi nuôi tôm hả? Cái nhà nuôi tôm hả? Dạ. Nhà em là ở đâu? Dạ. Dạ nhà em ở sọc kia. Dạ
ra đây xa không? Dạ cũng không xa lắm chị. Nhưng mà tại sao em không về nhà ngủ, em phải ngủ ở đây luôn hả? Canh chừng hả? Tối mình phải ở đây để mình coi máy rồi đó chị. À. Ban đêm quạt nó chạy rồi, nhiều khi quạt nó hư rồi đó. Coi thì cũng xa chị. Nên Là là không nguyên có người làm nữa, tôm nó hư hết. vậy đó hả? Tại mình nuôi công nghiệp đó chị. Nuôi công nghiệp mình nuôi mật độ dày, không có giống như mà mấy người ta làm vuông thì sẽ không cần chạy máy thở oxy được đó chị. Còn cái này mình nuôi công nghiệp mình phải chạy. Rồi tôm của em nuôi á là bao lâu thu hoạch một lần? Chi phí mỗi mà vuông tôm của em á là bao nhiêu? Không, thời gian trung bình đó, ý chị hỏi thời gian trung bình thôi, mình tính trung bình thôi. Trung bình thì trung bình nếu như mình, em nuôi khoảng 2 tháng rưỡi mà một ao thả 200.000 con đi, giả sử vậy đi, thì chi phí của nó khoảng tầm 120 tới 150 triệu vậy. Mà em nuôi 3 ao vậy đó. Em nuôi cho em hay là em nuôi cho gia đình em? Trời ơi, giỏi dữ vậy đó. Ủa, em được con út hả? Rồi em có mấy anh em chị em nữa? Rồi anh chị em của em có ai theo nghề này không? Nhưng mà khi mà em xuất chuồng ở xuất ao đó, khi mà em bán đó, thì cái chi phí lời có nhiều không? Nó tùy theo giá chị, nó tùy theo giá chứ, tùy theo cái size tôm của mình á. Nếu mà cái size lớn thì giá nó cao vậy, còn cái size tôm mà nó nhỏ thì giá nó thấp, sẽ lợi ích đi. Nếu tính tính bình quân 100 con một ký thôi chị, nếu tính bình quân 100 con một ký thì giá như bình thường nha, giá như bình thường khoảng 80 85 ngàn ký lô á, thì mình lời khoảng 20 hơn 20 triệu tấn chị. Một tấn hả? Còn một một ao đó được 1 tấn không? dạ hơn vậy. Thường thường là nó nằm tầm khoảng 2 tấn mấy 3 tấn nha. Sao em không kêu anh, nếu mà làm vậy thì cũng ok đó, sao em không kêu anh chị em làm công việc này luôn? Anh mấy anh chị cũng có gia đình hết rồi, tại em ở đây thì có một người chị thứ ba không có gia đình, với lại một chị kế em thì đi tu rồi chị, còn có 2 người nữa thôi, Với lại có gia đình mọi hết. mọi người có công việc khác hết phải Em á, cũng giỏi ha, đầu óc kinh doanh cũng dữ ha. Ôi dở chị ơi, ta nuôi giỏi nhà ta giàu giàu không, em nuôi dở thấy bộ đủ ăn. 2 tháng rưỡi em nghĩ 2 tháng rưỡi mà em thu giờ thu hoạch nhiêu đó mà em than em nghèo nữa, ai giàu ở Việt Nam nó đâu phải ở nước ngoài đâu hả? Hồi xưa chị nghe nói là mấy người nuôi tôm giàu lắm à. Dạ thì đó chị, ta nuôi giỏi thì phải giàu chị ơi, em nuôi dở. Nuôi nó mà nó trúng cũng thấy mê lắm chị, mà nó mà nó chịu lỗ rồi cũng mệt lắm. Và thí dụ anh có khi nào bị lỗ không hả? Dạ bị cũng bị hoài chị. Bị hoài hả? Có bị lỗ nữa hả? Dạ lỗ cái tôm mình nó chết non rồi đó chị. Chết non á là Chết do non thì do nước hả? dạ nó tôm nó bệnh rồi, môi trường rồi, khi mưa dầm quá nó cũng bị bệnh đó chị. Chết non thì
ngàn đi, nó đổ thì một tháng thì 100 ngàn, mà nó đổ trong khoảng hai mấy 30 triệu á, 100 ngàn con. 100 ngàn con hả? Bây giờ lúc mà em là em nuôi tới giờ á, là đợt em lỗ nặng nhất là đợt nào ha, bao nhiêu tiền ha? Đợt này nè chị. Đợt này lỗ đó hả? Dạ, từ năm ngoái tới năm nay nè. Tại vì dịch đó hả, hay là tại vì tôm? Vừa dịch nè, giá nó không có chị, với lại tôm mình nuôi nó cũng thời tiết cũng như nó không thuận chị, hay bệnh quá. Rồi đợt này là em lỗ bao nhiêu ha? Đợt này lỗ nhiều quá. Nhiều là khoảng bao nhiêu? Còn một ao ngày mai là em thu nè. Mà em tính trước chắc nó lỗ khoảng 60-70 gì đó. Còn cái ao của hổm thì lỗ nhiều chứ, ao của hổm lỗ tới hơn cả 10 triệu rồi. Hơn cả 10 triệu hả? Này không nhiều quá, cái tôm nó chai nó không lớn chị. Giống như mình nuôi thời gian nó dài nhưng mà tôm không lớn. Mình bị lỗ chi phí thức ăn. Sau này chắc chiều ngày mai em thu chắc cũng lỗ nữa. Kệ nó xui, lúc xui rồi mà. Tại vì còn mấy mùa lắm mà phải không? Năm mấy mùa lắm mà phải không? Mùa này kéo qua mùa kia. Mình cứ nuôi tới tới hoài chị. Em rồi những lúc rảnh rỗi em thích làm công việc gì ha? Dạ, em thì tối tối thì mới rảnh nè. Thì coi video của chị, thì coi hết thì xong rồi cái mở nhạc nghe, hát nghêu ngao chơi chút mình cũng. Rồi có thích hát karaoke nữa hả? Dạ, em cũng biết hát là vậy. Rồi em cũng uống rượu bia nhưng mà ít thôi, rồi xong rồi em có hút thuốc không? Dạ có thì. Hút có nhiều mình, không? Phải có hút thuốc. Dạ, ngày chắc khoảng nửa gói rồi chị, hơn nửa gói á. Mà thuốc lá thì mình muốn bỏ thì bỏ được chị. Em quan trọng là mình muốn bỏ hay không thôi, chứ mình muốn bỏ thì bỏ được. Em nhưng mà khi em nuôi như thế này là em ở đây suốt luôn hả? Em đâu có được đi đâu hả? Dạ đúng rồi chị, khi nào hết vụ em mới đi, hoặc là ví dụ như sáng em chạy vô nhà rồi vậy đó, vòng vòng cắt cỏ cho bò rồi kia, rồi xong rồi chạy tới ra. Xem video của nghe đó chị, có nghe một nghe nói là chị con cái rồi đó chị. Nếu như mà nhà với lại mấy cháu mà chấp nhận em thì không có lý do thì không thương, không chăm sóc lại thì tại em cũng có con gái. Em cũng mong muốn con em cũng được có tình thương như vậy. Em thì sống đơn giản lắm chứ. Mình sống miễn sao mình thấy thoải mái, mình thấy vui là được chị. Đúng thì, rồi. Mình có tranh giành hơn thua thì cuối cùng nó cũng không được gì đâu chị. Cũng không có đem theo được gì. Chỉ ngoài tội với phước thôi. Em cũng thấy cũng mấy anh cũng thích một Nga, em thích, em thích. Em thẳng tính. Em có lợi thế là ở cùng quê đó, ở cùng quê thì nó gần, nó thuận tiện hơn ha, ở xa. Nhưng mà thì chị không biết, thì chị cứ gửi cái video này cho cô ấy xem đi. Tại vì hiện tại thì cô ấy vẫn chưa có ngã ngũ, chưa chọn ai mà. Chiều cao của em là bao nhiêu ha? Dạ em cao 68 chị. 1m68 hả? Dạ em nặng 74 kg. Em thì sống đâu cũng được chị, ở đây sống cũng được. Em thích sống đơn giản hơn. Sao em thì vui, chăm hát là được.
Em sống như ở đây như thế này là giống như là em đang cách ly gì đó ha. Không cần biết ở bên ngoài cách ly hay không là em cũng tự cách ly em rồi phải không? Chỗ này cũng tiện đường xe lắm chị, sát bên là có đường lộ lớn vậy. Vậy đó hả? Tại vì mình nuôi mấy cái tôm này là cái đường giao thông mình nó phải thuận lợi chị, cái giá tôm mình nó có giá hơn. Sao ngộ vậy? Là tại vì người ta bắt bắt tôm mà ta bắt oxy đó chị, là tức là khi mà người ta thu hoạch lên ta để cho con tôm nó còn sống á. Rồi cái đường cái ao mình mà gần cái đường lộ á thì người ta di chuyển nó nhanh đó chị, con tôm lên xe nó nhanh, nó ít có bị chết, không có hao cũng nhiều. Cái đường mà mình thận thì mình có thể mắc hơn người ta được khoảng 1-2 ngàn ký đó chị. Cũng thận lại ha. Chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm được cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Cuối video thì em cũng chúc chị và gia đình mạnh khỏe để có thể làm nhiều cái việc tốt đẹp như thế này chị. Cảm ơn em nhiều ha. Em xin chúc cho mọi người là được bình an vượt qua mùa dịch này. Cũng em chúc cho những mảnh vỡ thì sớm được một nửa, tìm được một nửa của nhau thì. Rồi em có lời nào gửi tới Ngọc Nga không ha? Em chúc cho Nga và gia đình luôn được bình an. Cho dù có kết nối được với nhau hay không thì em cũng muốn chúc cho Nga là những ngày tháng sau này sẽ là những ngày vui vẻ hạnh phúc vậy. Ok em, bye em, good night em ha.